Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của BENG BENG Gaming. Thì tại cái thời điểm mình làm cái video này thì thị trường đang thực sự rất là rực lửa, nhưng mà cái dòng chảy của GameFi, game NFT thì vẫn đang tiếp tục. Và trong video này thì BENG BENG sẽ cùng mọi người tìm hiểu qua ba cái dự án GameFi cực kỳ rất là nổi bật trong năm 2022 nhé. Và mọi thông tin đến từ video này thì đều là thông tin để mọi người có những góc nhìn đa chiều hơn và là những thông tin tham khảo, không phải là lời khuyên cho anh đầu tư. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tựa game đầu tiên Beng Beng nhắc tới trong video này đó chính là HodlGod, một trong những tựa game được xây dựng trên chuỗi khối blockchain của hệ sinh thái WARC với mốt chơi là PVP và PVE Battle Royale, thì trong bối cảnh giả tưởng nơi các chiến binh được chiến đấu với nhau để giành quyền tối cao và chiến thắng. Thì được tích hợp với chuỗi khối WARC, NFT là một trong những tính năng nổi bật của HodlGod, đảm bảo quyền sở hữu của người chơi thực sự đối với bất cứ tài sản nào mà trong trò chơi họ kiếm được. HodlGod cho phép người chơi bắt đầu trò chơi với một số tiền ban đầu rất là ít, khoảng là $1 thôi. Và phần thưởng kiếm được từ trò chơi sẽ phụ thuộc vào kỹ năng và kiến thức của từng người chơi và cách họ tiến xa hơn trong các trò chơi đó. Chế độ trò chơi cơ bản của HodlGod đó là chế độ đấu trường Arena Mode. Trong chế độ chơi này thì bạn sẽ rơi vào một bản đồ gồm tối đa khoảng 30 người chơi khác nhau. Và sau khi xuất hiện thì cùng với thanh kiếm trong tay của bạn, một khu vực ma thuật sẽ bắt đầu thu hẹp và đẩy bạn về phía những kẻ thù còn lại. Và việc của bạn là dùng mọi kỹ năng để chiến đấu và sinh tồn và tới khi giành chiến thắng cuối cùng. Trong tựa game này sẽ sử dụng cái token là Void, và token Void này sẽ cho phép người chơi mua NFT và tham gia vào trò chơi. Và không chỉ vậy thì token này có thể là được giao dịch và mua bán trên các sàn và hoán đổi qua WARC, và cuối cùng là chúng ta có thể chuyển về tiền mặt được. Hiện tại thì game đã ra chính thức cái phiên bản mainnet và được chơi trên PC. Thì hy vọng là mọi người có thể có những trải nghiệm thú vị với cái tựa game này. Tựa game tiếp theo mà mình nhắc tới trong cái video lần này đó chính là Titan Hunter. Thì Titan Hunter là một tựa game bắn súng nhập vai trên thiết bị di động mobile, là một sản phẩm của studio game có tên là Stopbox, là một trong những cái studio đã từng ra mắt những tựa game ở mảng game truyền thống. Thì tại thời điểm mình làm video này thì game đã ra phiên bản mainnet chính thức, và mọi người có thể là lên set play cũng như là App Store để tải game và chơi hoàn toàn miễn phí. Tựa game sẽ hướng đến hai đối tượng chơi game chính. Đầu tiên là những người chơi game truyền thống là free to play, thì mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu chơi một cách miễn phí. Và đối tượng thứ hai đó chính là những game thủ chơi game blockchain, chơi game kiếm tiền, hay chúng ta còn gọi là play to earn. Với lối chơi vô cùng đơn giản và tiếp cận được đa số người chơi khác nhau. Thì sau khi ra mắt, hiện tại game đó có khoảng hơn 500.000 lượt download trên cả hai nền tảng Android và iOS, và mang lại doanh thu cho game là khoảng hơn $1 triệu, là một con số khá là ấn tượng đúng không anh em? Hiện tại game đang tập trung vào làm sản phẩm và dự kiến sẽ cho ra mắt những tính năng mới vô cùng hấp dẫn để đáp ứng các nhu cầu của game thủ. Đặc biệt là theo thông tin mình tìm hiểu ấy, thì game sẽ tập trung vào cái phần giải trí cao hơn trong cái giai đoạn tiếp theo của game. Ok, chúng ta cùng chờ đợi các cái phần tiếp theo nhé. Cái tên cuối cùng được nhắc tới trong video lần này đó là chính là một tựa game bắn súng MOBA có tên là Golden Bros. Golden Bros là một sản phẩm của tập đoàn phát triển Netmarble đến từ Hàn Quốc, một trong những tập đoàn lớn trên thế giới về mạng game truyền thống và có trụ sở tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ và Thái Lan. Netmarble đã từng có khá nhiều tựa game đáng chú ý và nổi tiếng như Marvel Contest of Champions. Đây là một cái game đối kháng sử dụng các siêu anh hùng trong Marvel như Doctor Strange, Scarlet Witch để chiến đấu. Thì quay trở lại với Golden Bros, trò chơi đang trong giai đoạn Early Access, hỗ trợ trên các nền tảng như Android, iOS và PC. Do game mới đang hỗ trợ ở thị trường Philippines nên là mọi người nếu muốn mà tải game ấy, thì phải sử dụng phần mềm VPN để tải trên Google Play, hoặc là có một cách nữa thì anh em có thể sử dụng tải cái file APK từ trang chủ chính thức của trò chơi. Điểm đáng chú ý ở tựa game này là cho phép người chơi tiếp cận theo cả hai hướng là free to play và play to earn, là một tựa game battle PVP chiến đấu thần tốc trong vòng 3 phút để kiếm những gì bạn cần. Thì các trận đấu này sẽ thúc đẩy bạn làm việc đội nhóm cùng nhau và tiêu diệt đối thủ. Với những trận chiến đấu độc đáo và lối chơi chiến lược, hãy thiết kế cho bản thân những đường đi, nước bước để có thể là chiến thắng được đối thủ. Thì sau khi mà tạo tài khoản thì mọi người chơi sẽ nhận được 9 nhân vật Bros miễn phí để bắt đầu lựa chọn. Đối với free to play, chơi game miễn phí thì bạn sẽ không kiếm được cái token mà chỉ có được vàng, huy chương và trang phục cổ điển. Và lưu ý thì không quy đổi ra tiền nhé. Còn với play to earn, để bắt đầu kiếm tiền, người chơi cần phải sở hữu ít nhất một bộ trang phục NFT, và chỉ có chủ sở hữu trang phục NFT thì mới có thể kiếm được cái token GBC, và token GBC này có thể quy đổi được ra tiền. Dự kiến thì game sẽ chính thức ra mắt phiên bản mainnet vào cuối quý 2 của năm 2022. Và anh em cùng theo dõi và trải nghiệm tựa game này nhé. Ok, thì mọi người sẽ thích tựa game nào trong 3 tựa game trên? Và anh em có muốn team mình chia sẻ những thông tin về tựa game nào nữa? Và hãy comment cái tựa game xuống dưới video này nhé. Và team sẽ có thể là cập nhật những thông tin mới nhất cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ BENG BENG Gaming. Hãy like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận video sớm nhất tiếp theo từ team của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.